bỏ nghiệp diễn sang Mỹ, Hoàng Anh khởi đầu kinh doanh phát đạt, kiếm tiền gấp bội chạy show. Sau một tháng sang Mỹ, nam diễn viên nhanh chóng rẽ hướng kinh doanh online. Đầu tháng 4, 2019, nam diễn viên Hoàng Anh tạm dừng sự nghiệp diễn xuất, sang Mỹ định cư cùng vợ con. Chia sẻ về bước ngoặt lớn này, công của gạo nếp gạo tẻ cho biết anh rất buồn khi phải bỏ ngang công việc gắn bó mười mấy năm. Bên cạnh lý do muốn đoàn tụ cùng gia đình, Hoàng Anh cũng tâm sự, nghiệp diễn không đủ sống dù anh rất yêu thích và luôn đam mê. Hoàng Anh cho biết trong giới diễn viên, cứ 10 người thì có đến 8 người phải kiếm nghề tay trái. Khi sang Mỹ sống, Hoàng Anh đã quyết định kinh doanh tự do. Anh sử dụng tên tuổi và hình ảnh của mình để bán nước hoa order. Tuy mới bắt đầu khởi nghiệp một tháng, nhưng nam diễn viên đã thu về những thành quả nhất định. Lời động viên từ bạn bè, người thân và các khán giả vẫn luôn ủng hộ, giúp Hoàng Anh có thêm động lực về con đường anh đang theo đuổi. Hoàng Anh bỏ nghiệp diễn xuất sang Mỹ kinh doanh online. Nam diễn viên khoe hình ảnh hàng hóa xuất về Việt Nam. Tuy mới khởi nghiệp nhưng Hoàng Anh đã bộc lộ anh rất có duyên buôn bán. Ngoài thời gian bán hàng, Hoàng Anh chăm sóc nhà cửa và trông nom con cái nhỏ để bà xã yên tâm đi làm. Nam diễn viên từng chia sẻ, tôi đã liên hệ với các bầu show tại hải ngoại để thông báo việc mình sang đây định cư và sẵn sàng tham gia các vở kịch nếu họ mời. Bên cạnh đó tôi sẽ bán hàng online. Trước đây, tôi từng nhiều lần buôn bán online khi sang Mỹ lưu diễn. Điều đó từng hỗ trợ tốt cho thu nhập của tôi, nhưng bị bận rộn với bộ phim Gạo nếp gạo tẻ nên đành phải tạm ngừng. Tôi sẽ kết hợp việc đi diễn sân khấu với buôn bán hàng online để kiếm thêm thu nhập. Tôi tin sẽ được khán giả yêu quý mình ủng hộ. Đông đảo khán giả gửi lời chúc mừng đến Hoàng Anh, mong nam diễn viên sẽ gặp may mắn thuận lợi khi quyết định tạm ngừng diễn xuất. Hoàng Anh cũng cho biết mới sang Mỹ anh thấy khá hụt hẫng, nhưng nhờ có bà xã và bạn bè quen thân tại hải ngoại nên anh đã nhanh chóng hòa nhập cuộc sống mới. Bên cạnh đó, Hoàng Anh đã bắt đầu tham gia các sự kiện của bạn bè trong giới được tổ chức tại đất nước cờ hoa. Nam diễn viên vẫn giữ được nét phong độ điển trai như ngày nào. Trả lời báo giới, Hoàng Anh cho biết trong khoảng 2-3 năm nữa, anh sẽ về Việt Nam đóng phim nếu có vai diễn thích hợp. Anh mong rằng phim truyền hình ở Việt Nam được vực dậy để có thể về nước làm việc. Hoàng Anh và vợ tham dự lễ ra mắt phim của Lý Hải tại Mỹ. Nam diễn viên ở cạnh vợ sau nhiều năm tháng xa cách. Cuộc sống hiện tại đầm ấm là niềm an ủi lớn nhất đối với Hoàng Anh khi tạm rời xa đam mê phim ảnh.